Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tính đến ngày 12 tháng 5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.949 ca nhiễm mới, tăng 1.191 ca so với ngày trước đó. Trong đó có 3.294 ca mắc trong cộng đồng. Đồng thời, trong ngày 12 tháng 5 ghi nhận thêm 3 ca tử vong tại tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 12 tháng 5, các tỉnh có tỷ lệ ca mắc cao có thể kể đến như Đắk Lắk 1.251, Hà Nội 509 ca, Bắc Ninh 346, Nghệ An 168, Phú Thọ 121 ca. Mặt khác, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đăng ký bổ sung 2.550 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.690.471 ca nhiễm, đứng thứ 12 trong số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 trong số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, ghi nhận 10.682.719 ca. Trong đó có 9.332.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trong ngày 12 tháng 5, về tình hình điều trị COVID-19, có 7.441 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.334.946 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 346 ca. Trong ngày 11 tháng 5, có 183.381 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 216.326.254 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 196.811.060 liều. Mũi 1 là 71.454.276 liều. Mũi 2 là 68.666.658 liều. Mũi 3 là 1.505.968 liều. Mũi bổ sung là 15.250.451 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 39.915.948 liều. Mũi nhắc lại lần 2 là 17.759 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.397.058 liều. Trong đó, mũi 1 là 8.916.488 liều. Mũi 2 là 8.480.570 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 2.118.136 liều mũi 1. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra khuyến nghị liên quan đến phòng chống COVID-19 trong tình hình mới sau khi kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế. Theo đó, WHO cho rằng cần chuyển đổi sang quản lý dài hạn hơn đối với COVID-19 thay vì ứng phó khẩn cấp, tiêm vaccine phòng bệnh là một biện pháp. Hiện nay, Việt Nam tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho người từ 5 tuổi trở lên, tập trung tiêm bổ sung mũi 3, mũi 4, tiêm nhắc lại cho người thuộc nhóm nguy cơ cao, như người cao tuổi, có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch. Thời gian tới, không tổ chức tiêm vaccine COVID-19 liên tục thường xuyên như trước đây, mà lồng ghép vào công tác tiêm chủng mở rộng. Mỗi trạm y tế tổ chức 3-4 buổi tiêm một tháng. Ngoài ra, WHO đề nghị các nước tiếp tục dỡ bỏ biện pháp y tế do dịch bệnh liên quan du lịch quốc tế, nhưng vẫn chuẩn bị các biện pháp ứng phó như vaccine, công cụ chẩn đoán và điều trị, lộ trình chăm sóc lâm sàng, sẵn sàng cho tình huống dịch có thể tái bùng phát. Cơ quan này khuyến nghị các nước vẫn tập hợp thông tin từ các nguồn dữ liệu khảo sát tác nhân gây bệnh đường hô hấp để đánh giá tình huống. Như vậy, Việt Nam hiện nay vẫn tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm, ca nặng và ca tử vong hàng ngày, giải trình tự gen virus để phát hiện chủng mới và điều chỉnh chiến lược ứng phó. Cơ quan Y tế của Liên Hiệp Quốc cũng cho rằng đeo khẩu trang vẫn là biện pháp quan trọng phòng chống lây nhiễm. Tuy nhiên, cách dùng khẩu trang được thay đổi linh hoạt trong những tình huống cụ thể. Ví dụ, nên đeo nếu là người mới nhiễm, người thuộc nhóm dễ tổn thương, ở trong không gian kín, ít thông gió và đông người. Trên thực tế, đây là cách mà Bộ Y tế Việt Nam đang khuyến cáo người dân áp dụng để phòng bệnh. Trước đây, WHO khuyên sử dụng khẩu trang dựa trên tình hình dịch bệnh tại chỗ.
Đối với người mắc COVID-19, WHO khuyến nghị giảm thời gian cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng, cách ly 10 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng, khuyến nghị cũ là 14 ngày. Bệnh nhân không có triệu chứng, cách ly 5 ngày, khuyến nghị cũ là 10 ngày. Bệnh nhân được kết thúc cách ly sớm hơn nếu test kết quả âm tính. Trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, ít người test COVID-19 khi có triệu chứng nghi ngờ bệnh. Nhiều người tự xem đây như bệnh thông thường, không cách ly, nhưng có thể nghỉ ngơi vài hôm đến khi hết triệu chứng khó chịu là làm việc lại. Tiến sĩ Angela Pratt, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết, các ca nhiễm ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng nên cần theo dõi sát, có thể điều chỉnh các biện pháp ứng phó. Theo bà, để không quay trở lại tình trạng trải qua vài năm trước, Việt Nam cần duy trì các khuyến nghị trên, nhất là tại thời điểm số ca nhiễm tăng. Giáo sư Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cho biết Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch ứng phó bền vững với đại dịch trong tình hình mới, phù hợp với các khuyến nghị của WHO. Trong đó, kế hoạch tính đến bối cảnh xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm, dịch lan rộng, tăng cường giám sát lồng ghép COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp khác. Giáo sư Lân nói, chúng tôi đa dạng hóa các hoạt động giám sát dịch bệnh để có thể đánh giá đúng tình hình dịch nhằm triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, vừa tăng cường giám sát trọng điểm thường xuyên lồng ghép, giám sát theo sự kiện, vừa giám sát ngẫu nhiên. Còn tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đang xem xét hướng dẫn chẩn đoán điều trị và cách ly đối với người bệnh. Về cơ bản, các chuyên gia thống nhất sẽ điều chỉnh một số nội dung, tập trung chủ yếu vào sử dụng thuốc kháng virus, một số thuốc kháng thể đối với COVID-19. Trung bình, từ ngày 15 tháng 4 đến nay, Việt Nam ghi nhận khoảng 2.000 ca mỗi ngày, trong khi tháng 3 và nửa đầu tháng 4 chỉ vài chục ca. Các chuyên gia khuyến cáo biện pháp phòng chống hiện nay vẫn là 2K, tức là khẩu trang và khử khuẩn, và tiêm vaccine phòng bệnh, cùng với thuốc điều trị, ý thức người dân. Trước một số ý kiến cho rằng nên coi COVID-19 như bệnh cúm mùa hay một bệnh truyền nhiễm nhóm B, tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, hiện nay tỷ lệ tử vong do COVID-19 đã giảm đi rất thấp so với trước đây vào giai đoạn bùng phát mạnh năm 2021. Mặc dù vậy, tỷ lệ tử vong do COVID-19 hiện nay ở mức 0,37%, vẫn cao hơn nhiều so với những bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, tỷ lệ tử vong ở Việt Nam khoảng 0,09%. Vì vậy, ông Khoa cho rằng, không thể chủ quan và vẫn luôn phải sẵn sàng ứng phó, nâng cao năng lực chuyên môn cũng như có các kế hoạch, phương án để linh hoạt, chuyển đổi đáp ứng điều trị khi cần thiết. Trong trường hợp các ca bệnh nhập viện tăng lên gây quá tải bệnh viện hoặc xuất hiện các biến chủng nguy hiểm gây bệnh nặng, thì cũng phải chuẩn bị để quay trở lại giải pháp thành lập các cơ sở điều trị COVID-19 như trước đây trong giai đoạn bùng phát dịch. Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chuẩn bị kế hoạch, phương án sẵn sàng quay trở lại với tình huống dịch bệnh bùng phát. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng nhìn nhận, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay, mặc dù dịch COVID-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu, tuy nhiên đại dịch chưa kết thúc. Vì vậy, Việt Nam vẫn cần duy trì các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc tiêm vaccine phòng COVID-19, tiêm nhắc cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao. Căn cứ số đối tượng cần tiêm chủng và lịch tiêm nhắc, các địa phương sẽ tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19 theo đợt hoặc theo định kỳ, tiến tới đưa vào tiêm chủng thường xuyên để đảm bảo tiêm chủng đầy đủ cho các nhóm đối tượng, đồng thời tiết kiệm nguồn lực mà vẫn đạt được độ bao phủ vaccine cho nhóm đối tượng nguy cơ cao. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng thông tin, Việt Nam sẽ cập nhật theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và thông qua Hội đồng Tư vấn sử dụng vaccine. Tiếp theo, Bộ Y tế sẽ đưa ra hướng dẫn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 phù hợp cho nhóm đối tượng nguy cơ cao trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!